Hey, chào mừng các bạn đến với bộ tiệc âm nhạc tại Thuấn Audio. Boss L800 là cặp loa đầu bảng của thương hiệu Boss Audio của Mỹ. Thương hiệu Boss Audio được thành lập năm 1972 và được biết đến với hai mảng chính là âm thanh gia đình và âm thanh trên ô tô. Đồng nghĩa với việc Boss Audio năm nay đã 51 tuổi rồi. Số lượng bán ra của Boss Audio cũng rất ấn tượng, đặc biệt là thị trường châu Âu và Bắc Mỹ. Trở lại với Boss L800 thì đây là cặp loa có thể nói là vô địch tầm giá và sẽ đưa chúng ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Về ngoại hình thì Boss L800 là một trong số rất rất hiếm các sản phẩm được thiết kế theo dạng thùng ở thời nay. Sử dụng gỗ cây nguyên khối chứ không phải gỗ ép hoặc gỗ ghép, rất giá trị cả sưu tầm lẫn trưng bày. Cũng chẳng biết vì sao đại đa số các sản phẩm audio hiện nay lại có chiều hướng sản xuất dạng cột, trong khi dạng thùng lại rất đẹp và nhìn rất cân đối. Với vẻ bề ngoài của Boss L800 thì 99,999% mọi người đều nghĩ cặp loa này chỉ dành cho không gian rất to. Điều này là sai lầm nha. L800 có thể cân hết mọi không gian dù to hay nhỏ. Với những công nghệ độc quyền từ Boss như PowerPort and SDA khiến âm truyền rộng, chính xác, có chiều sâu, giảm tối đa độ méo và nhiễu tiếng. Đặc biệt, Boss L800 được thiết kế theo dạng đa hướng. Tạm hiểu là nó giống như một chiếc TV công, ngồi đâu cũng sẽ trải nghiệm được cảm giác tốt nhất. Rất ít cặp loa làm được điều này vì đa số setup rất là cầu kỳ. Có rất là nhiều lý do để chọn Boss L800 thay vì những cặp loa cùng phân khúc khác. Thứ nhất, đây là sản phẩm được sản xuất giới hạn. Muốn sở hữu nó không phải có tiền là mua được. Ở Việt Nam chỉ có đúng 3 cặp thôi, không sợ đụng hàng. Dân chơi mà đụng hàng thì cũng rất là bức, rất khó chịu đúng không? Điều thứ hai, ở trong mức giá này để có được những tính năng như Boss L800 theo mình biết là không có. Ở mức giá cao hơn gấp 2-3 lần thì có rất nhiều thương hiệu có tính năng tương tự. Âm thanh là một thứ không có thước đo chuẩn, giống như ẩm thực và nghệ thuật vậy. Nhưng đôi tai của Thuấn cũng như là những chuyên gia lão làng khác đều đánh giá L800 có khả năng trình diễn vượt tầm giá. Rất dễ setup và trưng bày, cộng với việc dễ phối ghép, khả năng trình diễn đa thể loại, quá là ngon. Giờ là tuyệt chiêu cuối cùng này nha. Thuấn Audio đang có mức giá độc quyền, giảm giá lên đến 30%, từ 150 cũ giảm còn 110 cũ. Khi mua kèm âm ly nguồn phát bất kỳ sẽ được giảm thêm 5 cũ nữa. Hấp dẫn chưa? Nhưng mà chưa hết, bình tĩnh. Thuấn Audio còn có chính sách độc nhất vô nhị. Khi quý khách không còn nhu cầu sử dụng hoặc muốn nâng cấp, Thuấn Audio sẽ lập tức thu lại sản phẩm với chi phí khấu hao chỉ từ 10%. Tầm này cầm tiền đi mua loa còn ngon hơn mua điện thoại, mua xe nữa chứ. Hãy tưởng tượng một ngày nào đó đẹp trời, bạn đã trở nên giàu có và xem lại được clip này sẽ thật đáng tiếc biết bao khi có thật nhiều tiền mà không sở hữu được con Boss L800 từ Thuấn Audio. Mình là Thuấn, đến từ Thuấn Audio. See ya!